Mến chào quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như diều gặp gió, vượng vận quý nhân, giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, lộc lá đầy tay, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, 5 ngày vàng hốt bạc đổi đời cuối tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, gặp may liên tiếp, gánh tiền nặng vai, đổi đời ngoạn mục, cực giàu có. Xin kính chào quý anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi, nơi cùng quý vị tìm hiểu về vận mệnh, những lẽ huyền bí và hướng đi của mỗi tuổi qua từng giai đoạn trong cuộc đời. Để mở đầu, tôi xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng vào một tháng mới với những phước lành đến từ đất trời. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào hành trình khám phá vận trình của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi của năm Giáp Thìn. Đây là giai đoạn đặc biệt, khi mà dòng chảy năng lượng của thiên địa đang dần biến đổi, tạo nên những điểm nhấn quan trọng trong con đường tài lộc và phúc phần của quý vị tuổi Tân Hợi. Vào thời khắc này, không chỉ có vận may mà cả những điềm lành cũng đang chờ đợi để kết nối và gia tăng tài vận cho những ai biết nắm bắt. Quý vị hãy tưởng tượng những cơ hội đại lộc như những vì sao sáng trên bầu trời đêm, chỉ chờ một làn gió để ánh sáng ấy tỉa chiếu đến từng gia đình. Đây là khoảng thời gian quan trọng để những người tuổi Tân Hợi định tâm, tạo dựng sự chuẩn bị từ tâm trí đến hành động, nhằm tận dụng triệt để mọi cơ hội để đón tài, nên lộc trong những ngày đại cát này. Theo tử vi học, quý vị tuổi Tân Hợi có thể đón nhận những tín hiệu tài lộc dồi dào, cơ hội bất ngờ như dòng suối từ trên núi đổ xuống. Tài lộc không chỉ đơn thuần là của cải, mà còn là niềm vui gia đạo, là phúc khí quanh mình và là những bước tiến thuận lợi trên con đường sự nghiệp. Hãy cùng tôi như một người bạn đồng hành thân thiết, khám phá chi tiết từng ngày từng khoảnh khắc. Chúng ta sẽ cùng soi sáng từng chặng đường của quý vị tuổi Tân Hợi trong những ngày cuối tháng này, để tìm ra đâu là những ngày đại lộc, đâu là những thời điểm cần lưu tâm, và làm thế nào để biến những ngày tháng cuối năm này thành hành trình đáng nhớ, thấm đẫm tài lộc và phước lành. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng tôi bước vào hành trình đầy bí ẩn và ý nghĩa này để đón nhận những thông điệp mà vũ trụ muốn gửi trao. Kính chào quý anh chị tuổi Tân Hợi 1971. Đời người có những chặng đường trắc trở, có những thời khắc cần vượt qua thử thách để trưởng thành và tìm thấy giá trị thật sự của bản thân. Thời gian qua, chắc hẳn nhiều anh chị cũng đã trải qua không ít sóng gió, đối mặt với không ít khó khăn, nhưng như người xưa vẫn vậy, sau cơn mưa trời lại sáng. Trong vũ trụ huyền bí của thiên văn và tử vi, giai đoạn cuối tháng 10 âm lịch năm nay chính là thời điểm quý báu, là cơ hội vàng mà quý anh chị tuổi Tân Hợi có thể tận dụng để vươn lên và đạt được những thành tựu lớn lao. Đây không chỉ đơn thuần là những ngày cuối tháng, mà còn là những ngày đại lộc khi vận khí, tài lộc hội tụ và soi sáng con đường phía trước. Những ngày này là cơ hội giúp quý anh chị giải phóng năng lượng tích cực, mở lối cho tài lộc và phúc phần đến thật tự nhiên và mạnh mẽ. Có thể nói, thời điểm này được coi như một cánh cửa mở ra trước mắt, mời gọi quý anh chị bước vào một giai đoạn phát triển vượt bậc. Đây là lúc quý vị nên tập trung mọi nguồn lực, đặt chọn niềm tin và quyết tâm để biến những mong muốn thành hiện thực. Không chỉ có cơ hội về tài lộc, mà cả những thành công trong công việc, các mối quan hệ và gia đạo cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc, mở ra nhiều triển vọng đầy tích cực. Chặng đường trước mắt có thể là bước tiến mà quý anh chị đã chờ đợi từ lâu. Đó là lúc để những ước vọng thầm kín trong lòng dần nở hoa, là thời gian để đạt được sự cân bằng giữa công danh và tài lộc. Thời điểm này không chỉ mang lại cuộc cải, mà còn là cơ hội để quý anh chị thể hiện bản thân, phát huy hết khả năng và sự kiên định của mình. Hãy cùng tôi đi sâu vào từng ngày của giai đoạn đặc biệt này, để xem đâu là ngày đại lộc,
đâu là thời điểm cần chú trọng và làm thế nào để quý anh chị có thể đón nhận vận may một cách trọn vẹn nhất. Những khoảnh khắc tuyệt vời này chính là dấu hiệu mà vũ trụ dành riêng cho người tuổi Tân Hợi. Vậy thì còn chờ gì nữa? Hãy cùng nhau chuẩn bị thật tốt và sẵn sàng bước vào một hành trình đầy hứa hẹn. Về công việc và sự nghiệp. Quý anh chị tuổi Tân Hợi 1971 thân mến, vào năm ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận trình công việc của anh chị sẽ có những chuyển biến đầy hứa hẹn. Đây là khoảng thời gian mà tinh tú hội tụ, mang lại cho tuổi Tân Hợi những cơ hội tuyệt vời để hoàn tất những dự định còn dang dở và mở ra một trang mới trong sự nghiệp. Đặc biệt, với những ai đang trong giai đoạn nước rút của các dự án hay đứng trước quyết định quan trọng như ký kết hợp đồng, đây sẽ là thời điểm chín mùi để gặt hái thành công. Trong công việc, quý vị sẽ thấy sự tin tưởng từ đồng nghiệp và cấp trên ngày càng rõ nét. Điều này không chỉ là thành quả từ những nỗ lực bền bỉ, mà còn là cơ hội để anh chị thể hết năng lực của mình. Rất có thể quý vị sẽ được giao phó những nhiệm vụ quan trọng hơn, tạo tiền đề cho những bước tiến vượt bậc. Mọi sự nỗ lực trong thời gian qua sẽ không hề lãng phí, mà sẽ được đền đáp xứng đáng bằng sự ghi nhận và đánh giá cao từ mọi người xung quanh. Đây cũng là lúc để anh chị cân nhắc, sắp xếp lại những mục tiêu quan trọng, chuẩn bị hành trang để đón nhận những cơ hội mới. Đối với những anh chị đang kinh doanh, giai đoạn cuối tháng 10 này là thời điểm có nhiều dấu hiệu tích cực, khí lành hội tụ. Các mối quan hệ hợp tác sẽ dần trở nên thuận lợi và rõ ràng hơn, mở ra những hướng đi mới cho công việc kinh doanh. Không những thế, những khoản đầu tư đã thực hiện từ trước có thể bắt đầu thu về lợi nhuận, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho những kế hoạch tương lai. Đây cũng là thời điểm để củng cố các mối quan hệ đối tác, mở rộng phạm vi kinh doanh và phát triển chiến lược mới cho việc mở rộng quy mô. Đặc biệt, trong những ngày đại lộc sắp tới, quý vị hãy nắm bắt cơ hội để thúc đẩy các dự án lớn, khai thác tối đa vận khí tích cực nhằm mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bản thân và gia đình. Những ngày này chính là thời điểm vượng phát, giúp tài lộc và công danh của tuổi Tân Hợi không ngừng thăng tiến như dòng chảy nước xuôi về nguồn. Mọi việc sẽ hanh thông, trôi chảy hơn, miễn là anh chị biết tận dụng đúng thời điểm. Hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng và tỉnh táo để khi vận may gõ cửa, anh chị có thể đón nhận trọn vẹn những phước lành mà vũ trụ đã sắp đặt dành riêng cho mình. Thời khắc này là cơ hội hiếm có, đừng để bất kỳ điều gì cản trở hành trình đạt đến những mục tiêu và mong ước của mình. Về phương diện sức khỏe. Quý anh chị tuổi Tân Hợi 1971 kính mến, trong năm ngày cuối tháng 10 âm lịch này, sức khỏe của quý vị sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một cuộc sống an nhiên, thịnh vượng. Thời tiết chuyển mùa không chỉ tác động đến môi trường mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của chúng ta. Đây là giai đoạn mà hệ hô hấp và xương khớp của quý anh chị cần được quan tâm đặc biệt, tránh những triệu chứng như cảm lạnh hay đau nhức khó chịu. Vì thế, Tử Vi khuyên anh chị nên chú ý nhiều hơn đến việc chăm sóc bản thân mỗi ngày. Hãy duy trì một chế độ ăn uống khoa học, ưu tiên những thực phẩm bổ dưỡng, tăng cường sức đề kháng như rau xanh, trái cây và các lo loại hạt giàu dinh dưỡng. Cùng với đó, việc uống đủ nước sẽ giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ sức khỏe toàn diện và giữ cho làn da tươi sáng, đầy sức sống, ngay cả khi thời tiết có phần khô hanh. Ngoài ra, để giữ gìn sức khỏe dẻo dai và tinh thần minh mẫn, anh chị nên dành ít nhất 15 đến 30 phút mỗi ngày cho các hoạt động thể dục nhẹ nhàng. Đi bộ trong không gian thoáng đãng hoặc tham gia vào các bài tập yoga sẽ giúp cơ thể linh hoạt, khí huyết lưu thông, giảm bớt căng thẳng và giúp hệ xương khớp vững chắc hơn. Những phút giây chăm sóc bản thân không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn là cách để anh chị kết nối sâu sắc hơn với chính mình, cảm nhận sự an bình trong tâm hồn. Đặc biệt, vào những ngày đại lộc sắp tới, quý anh chị hãy chú trọng duy trì tâm trạng lạc quan, tinh thần an yên và thư thái. Một tinh thần sáng suốt và tích cực không chỉ tạo nên sức khỏe tốt mà còn giúp quý vị dễ dàng đón nhận phước lành và tài lộc mà vũ trụ gửi tới. Hãy giữ cho tâm trí nhẹ nhàng, loại bỏ những suy nghĩ phiền muộn. Như thế anh chị sẽ thấy mọi sự xung quanh trở nên tươi mới, hứng khởi và đong đầy niềm vui. Với sức khỏe ổn định và tinh thần mạnh mẽ, quý anh chị sẽ hoàn toàn sẵn sàng để tận hưởng trọn vẹn những vận may đang chờ đón trong tháng này. Đây là thời điểm để sống chậm lại, chăm sóc bản thân và cảm nhận những món quà quý báu từ cuộc sống, để hành trình của tuổi Tân Hợi luôn tràn đầy năng lượng và bình an. Về gia đạo và tình cảm. Quý anh chị tuổi Tân Hợi 1971 thân mến, trong năm ngày cuối tháng 10 âm lịch,
vận trình gia đạo của quý vị đang tỏa sáng với những dấu hiệu hòa thuận và đầm ấm. Đây là thời điểm thích hợp để củng cố tình cảm và sự gắn kết trong gia đình, một giai đoạn mà những xích mích, hiểu lầm dễ dàng được hóa giải. Những ngày này sẽ là cơ hội vàng để quý anh chị mở lòng chia sẻ, lắng nghe và gỡ bỏ những trở ngại trong lòng, giúp tình thân thêm bền chặt. Hãy dành thời gian tổ chức một buổi họp mặt gia đình, quây quần bên mâm cơm ấm cúng, một bữa ăn đơn giản nhưng đầy tình yêu thương. Tiếng cười và những câu chuyện đời thường sẽ là chất xúc tác tuyệt vời làm dịu lại những tâm hồn mỏi mệt sau chuỗi ngày bận rộn. Qua đó, mọi thành viên sẽ cảm nhận rõ ràng giá trị thiêng liêng của gia đình, một nơi mà mỗi người có thể nương tựa, yêu thương và được chấp nhận hoàn toàn. Ngoài ra, nếu gia đình có tin vui từ con cháu có thể là thành tích học tập, một bước tiến mới trong công việc hay đơn giản là những nỗ lực mà các con đã đạt được thì đây sẽ là niềm vui, là nguồn động viên to lớn làm ấm lòng mọi người. Quý anh chị hãy chia sẻ niềm tự hào này, không chỉ để lan tỏa hạnh phúc mà còn để truyền động lực, niềm tin cho con cháu, đặc biệt là thế hệ trẻ, giúp họ thêm tự tin và vững vàng trên hành trình phía trước. Đôi khi, chỉ cần một sự quan tâm tinh tế, một lời động viên nhẹ nhàng, quý vị đã tạo nên sức mạnh tinh thần, giúp các thành viên trong gia đình thấy được giá trị và ý nghĩa của những cố gắng trong cuộc sống. Nhờ vậy, gia đạo thêm phần an vui yên ấm, để mỗi người dù đi đâu làm gì, vẫn luôn thấy lòng mình bình an và tràn đầy yêu thương khi trở về nhà. Đây cũng là gia đê mà sự đoàn kết và tình cảm thân thiết sẽ tạo nền tảng vững chắc, giúp quý anh chị và gia đình dễ dàng vượt qua mọi thử thách phía trước. Gia đình hòa thuận chính là một trong những nguồn phước lành lớn nhất mà vũ trụ dành tặng cho quý vị. Vậy nên, hãy tận dụng cơ hội này để vun đắp tình cảm, tạo thêm niềm tin và sự đồng cảm, để ngôi nhà luôn là nơi chốn bình yên, hạnh phúc trong tâm hồn. Thưa quý vị, tuổi Tân Hợi 1971, trong năm ngày tháng 10 âm lịch, vận may tài lộc đặc biệt sẽ gõ cửa quý vị qua 3 ngày đại lộc nổi bật, ngày 26, 28 và 30 tháng 10 âm lịch. Đây là chuỗi ngày quý giá để đón nhận phước lành về tài lộc, đồng thời mở ra những cánh cửa cơ hội giúp quý anh chị gia tăng của cải, xây dựng nền tảng tài chính bền vững. Hãy cùng đi vào chi tiết từng ngày, để từ đó quý vị có thể nắm bắt vận may và vận dụng thời điểm này một cách hiệu quả nhất. Ngày 26 tháng 10 âm lịch, khởi đầu của vận may đầy triển vọng. Ngày 26 tháng 10 âm lịch được đánh dấu như một cột mốc đáng nhớ, khởi đầu cho chuỗi ngày đại lộc và may mắn đặc biệt của người tuổi Tân Hợi. Đây là thời điểm mà vận khí của quý vị bắt đầu tỏa sáng, tựa như ngọn lửa bừng sáng sau những ngày dài tích tụ năng lượng. Với sự trợ lực từ các sao tốt, năng lượng may mắn hôm nay không chỉ mang đến thuận lợi, mà còn mở ra những cơ hội lớn trong công việc, kinh doanh và đầu tư. Ngày 26 này, quý vị sẽ cảm nhận rõ rệt sự gia tăng trong tài vận, nhất là trong các giao dịch tài chính. Nếu trước đó có kế hoạch đầu tư, đây là thời điểm tốt nhất để tiến hành. Những giao dịch diễn ra thuận lợi hơn bình thường, các quyết định tài chính trở nên sắc bén và mang lại kết quả tích cực. Không chỉ thế, vận may còn thể hiện trong những đàm phán hợp đồng. Khi mà mọi việc trở nên suôn sẻ, đối tác có thiện chí hợp tác, giúp các thủ tục, giấy tờ diễn ra nhanh chóng, tạo điều kiện để tiến tới những bước tiếp theo một cách vững chắc. Đối với những quý anh chị làm trong lĩnh vực kinh doanh, ngày 26 tháng 10 âm lịch như một cú hích mạnh mẽ, thúc đẩy tiến độ công việc đạt đến đích một cách nhanh chóng và hiệu quả. Những dự án dường như được tiếp thêm sinh khí mới, các bước tiến hành được đẩy nhanh hơn. Đây chính là ngày lý tưởng để quý vị hoàn thiện những phần việc còn dang dở hoặc khởi động những dự án quan trọng mà trước đây còn gặp khó khăn hay trở ngại. Sự nỗ lực trong công việc hôm nay có khả năng mang lại những kết quả vượt ngoài mong đợi, mở ra một tương lai thịnh vượng và ổn định. Không chỉ dừng lại ở các cơ hội có sẵn, ngày hôm nay còn mang đến những khoản thu tài lộc bất ngờ, có thể là nguồn lợi nhuận tích lũy từ những khoản đầu tư trước đây, hay những cơ hội mới đến từ những mối quan hệ trong công việc. Đôi khi, chỉ một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, một cuộc trò chuyện tưởng chừng không quan trọng, cũng có thể giúp quý vị mở ra những hướng đi mới. Những đối tác kinh doanh tiềm năng, hãy chú ý đến từng chi tiết và cởi mở với những mối quan hệ xung quanh, bởi biết đâu, vận may hôm nay có thể đến từ những điều bất ngờ nhất. Để tận dụng tốt nhất năng lượng của ngày này, lời khuyên dành cho tuổi Tân Hợi là hãy giữ vững tinh thần lạc quan, sáng suốt trong mọi quyết định, khi tâm hồn nhẹ nhàng, tích cực, quý vị không chỉ dễ dàng nhìn thấy những cơ hội tốt mà còn có thể ra quyết định một cách thông minh, tận dụng tối đa vận may đang chờ đón. Hãy tin rằng
Sự xuất hiện của ngày 26 này chính là bước đệm quan trọng, tạo tiền để cho những thành công tiếp theo, giúp quý vị tuổi Tân Hợi tiến thêm một bước dài trong hành trình tài lộc và thịnh vượng. Trong bối cảnh tài chính và sự nghiệp đang trên đà phát triển, đừng quên giữ cho mình một nhịp sống cân bằng. Hãy dành một chút thời gian để ngồi lại, nhìn nhận và trân trọng những thành quả đã đạt được. Một cái nhìn bình thản, sâu lắng sẽ giúp quý vị không chỉ thấy được những điều tích cực mà còn mở lòng đón nhận may mắn sắp tới. Bởi lẽ, sự an nhiên trong tâm hồn chính là gốc rễ của mọi vận may. Ngày 28 tháng 10 âm lịch, đỉnh điểm của tài lộc và cơ hội phát triển mạnh mẽ. Ngày 28 tháng 10 âm lịch là thời khắc vàng trong 3 ngày đại lộc của tuổi Tân Hợi. Khi mà vận khí lên đến đỉnh điểm, tài lộc và cơ hội phát triển mạnh mẽ nhất. Đây không chỉ là một ngày thuận lợi trong công việc, mà còn là thời gian lý tưởng để quý vị tiến hành các giao dịch lớn, ký kết hợp đồng quan trọng hay thực hiện những chiến lược dài hơi để mở rộng quy mô kinh doanh. Ngày hôm nay chính là cơ hội để những kế hoạch từ trước này có thể chạm tới thành công rực rỡ, đưa sự nghiệp và tài chính của quý vị bước sang một trang mới đầy thịnh vượng. Về tài chính, hôm nay là ngày quý vị sẽ thấy rõ sự tăng trưởng vượt bậc, các khoản lợi nhuận từ những giao dịch kinh doanh hoặc các dự án đầu tư dài hạn sẽ bắt đầu đổ về. Những quyết định đầu tư đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước, nay sẽ thu lại kết quả khả quan. Không chỉ có vậy, nếu quý vị đã và đang theo đuổi các mục tiêu tài chính lâu dài, hôm nay chính là ngày để thu hoạch những thành quả ngọt ngào từ công sức bỏ ra. Dù là một khoản lợi nhuận lớn từ một cuộc giao dịch quan trọng hay những khoản lợi nhuận nho nhỏ từ các dự án đã triển khai trước đó, tất cả đều góp phần làm giàu thêm tài sản của quý vị. Đặc biệt, nếu quý anh chị đang cân nhắc một khoản đầu tư mới hay tìm kiếm đối tác để hợp tác làm ăn, đây chính là lúc lý tưởng để tiến hành. Các cơ hội hợp tác trong hôm nay sẽ mang đến nhiều triển vọng, đặc biệt là nếu quý vị có kế hoạch mở rộng phạm vi kinh doanh hoặc thâm nhập vào những lĩnh vực mới. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những cơ hội này, quý vị cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, không chỉ về mặt tài chính mà còn về các yếu tố khác như tính khả thi, độ tin cậy của đối tác và mức độ rủi ro có thể xảy ra. Đừng quên rằng, dù vận may có mỉm cười, sự thận trọng và sáng suốt trong quyết định sẽ giúp quý vị gặt hái được thành công bền vững. Không chỉ là về tiền bạc, ngày 28 tháng 10 còn là thời điểm quý vị có thể khẳng định vị thế của mình trong công việc và các mối quan hệ hợp tác. Thành công hôm nay không chỉ đến từ những lợi nhuận tài chính, mà còn là cơ hội để quý anh chị nâng cao uy tín, tạo dựng được mối quan hệ vững chắc với các đối tác và đồng nghiệp. Đây cũng là ngày thích hợp để quý vị thể hiện năng lực lãnh đạo, ghi dấu ấn của mình trong lĩnh vực đang hoạt động. Chính sự tự tin và khả năng quản lý tài chính thông minh sẽ giúp quý vị tỏa sáng, gây dựng được niềm tin trong mắt đối tác và khách hàng. Với năng lượng mạnh mẽ trong ngày này, quý vị nên dũng cảm nắm bắt mọi cơ hội, nhưng đồng thời cũng cần phải tính toán chi tiết ti và cẩn trọng. Việc lập ra một kế hoạch cụ thể, phân tích các yếu tố tác động và xây dựng chiến lược rõ ràng sẽ giúp quý vị giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi ích. Đừng để những cơ hội lớn trôi qua mà không tận dụng, nhưng cũng đừng để sự vội vã dẫn đến quyết định thiếu thận trọng. Tóm lại, ngày 28 tháng 10 âm lịch chính là đỉnh cao của tài lộc và cơ hội phát triển, mở ra một giai đoạn mới đầy hứa hẹn trong sự nghiệp và tài chính của tuổi Tân Hợi. Hãy chắc chắn rằng quý vị không bỏ lỡ những cơ hội vàng và luôn giữ vững tinh thần tỉnh táo, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để đạt được thành công vượt ngoài mong đợi. Ngày 30 tháng 10 âm lịch, đỉnh cao của thành tựu và may mắn. Ngày 30 tháng 10 âm lịch đánh dấu sự kết thúc của chuỗi ngày đại lộc đầy may mắn, nhưng cũng là lúc quý vị sẽ chạm đến đỉnh cao của tài lộc, thành tựu và sự thịnh vượng. Đây là thời điểm mà mọi nỗ lực của quý vị trong suốt thời gian qua có thể sẽ được đền đáp một cách xứng đáng, mang lại những thành quả viên mãn mà quý vị mong đợi. Nếu như trước đây quý vị đã dồn hết tâm sức cho những dự án lớn hay kế hoạch quan trọng, thì hôm nay chính là ngày để tất cả những gì đã gieo hạt sẽ nở hoa kết trái. Về mặt tài chính, ngày 30 sẽ mở ra một con đường đầy hứa hẹn, nơi mà mọi công sức trước đây của quý vị sẽ được đền đáp. Đây là lúc quý vị có thể đạt được những khoản thu nhập vượt trội, mang lại sự dư dả tài chính không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và những người thân yêu. Những khoản đầu tư từ trước có thể sinh lời mạnh mẽ, giúp quý vị có đủ khả năng thực hiện những kế hoạch tiếp theo một cách dễ dàng hơn. Những ai đang có ước mơ thực hiện những dự án tầm cỡ, mở rộng kinh doanh hoặc thậm chí bắt đầu một lĩnh vực mới, hôm nay chính là ngày lý tưởng để hành động. Tuy nhiên,
Tài lộc không chỉ đến từ công việc mà còn từ những mối quan hệ hợp tác. Ngày 30 tháng 10 là lúc vận may hội tụ, các cơ hội hợp tác cũng sẽ xuất hiện, mở rộng thêm con đường phát triển. Nếu quý vị đang tìm kiếm đối tác chiến lược hay cơ hội hợp tác trong công việc, hãy mạnh dạn tiến tới. Các mối quan hệ này không chỉ mang đến lợi ích tài chính, mà còn giúp quý vị xây dựng được một mạng lưới liên kết vững mạnh, tạo nền tảng cho sự nghiệp phát triển lâu dài. Đặc biệt, trong ngày này, quý vị có thể sẽ gặp được quý nhân, những người sẽ là nguồn động viên tinh thần và hỗ trợ vật rất quý giá. Nếu quý vị đang gặp phải khó khăn trong công việc, tài chính hay bất kỳ lĩnh vực nào, sự xuất hiện của quý nhân này sẽ là ánh sáng soi đường, giúp giải quyết mọi vấn đề một cách nhẹ nhàng. Quý nhân không chỉ giúp đỡ về mặt vật chất, mà còn khích lệ, động viên tinh thần để quý vị vững tin bước tiếp, vượt qua mọi thử thách khi mọi thứ bắt đầu tỏa sáng. Ngày 30 tháng 10 cũng là thời điểm để quý vị giữ vững tinh thần lạc quan và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Hãy đón nhận tất cả những may mắn, tài lộc và thành tựu mà vũ trụ mang lại, vì đây chính là phần thưởng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của quý vị trong suốt thời gian qua. Cùng với năng lượng tích cực, sự sẵn sàng đón nhận vận may sẽ mở ra cánh cửa thịnh vượng, mang lại phúc lộc tràn đầy cho cuộc sống. Trong ngày đặc biệt này, điều quan trọng là quý vị phải giữ cho mình một thái độ khiêm tốn và trân trọng những gì mình đang có. Thành công không chỉ đến từ tài năng, mà còn từ khả năng duy trì sự bình an trong lòng và chia sẻ niềm vui với những người xung quanh. Quý vị hãy nhớ rằng, khi mình biết trân trọng những gì mình đã đạt được, mọi thứ xung quanh cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tóm lại, ngày 30 tháng 10 âm lịch chính là đỉnh cao của những thành tựu, tài lộc và may mắn. Đây là thời điểm để quý vị gặt hái quả ngọt từ những nỗ lực đã bỏ ra. Hãy tiếp tục giữ vững niềm tin, năng lượng tích cực và sẵn sàng đón nhận những cơ hội thịnh vượng mà cuộc sống mang lại. Vì hôm nay chính là ngày để tuổi Tân Hợi bước vào một giai đoạn mới, đầy hy vọng và thành công. Nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, con người đều có những thời điểm không thoải mái, nhưng đừng để người khác thấy được sắc mặt khó chịu của bạn. Làm người, cảnh giới cao nhất chính là để người khác được vui vẻ, lại khiến chính mình được thoải mái. Vẻ mặt ôn hòa là lễ độ. Đối với người xa lạ, vẻ mặt ôn hòa là phép tắc căn bản nhất trong giao tiếp. Làm người, kiêng kỵ nhất chính là quá đề cao cảm giác của bản thân. Đối đãi với người thân phận cao hơn thì mặt như gió xuân, đối đãi với người không bằng mình thì mặt như băng xương. Coi thường hiển lộ rõ ra mặt. Có câu rằng, sông có khúc, người có lúc. Ý nói đời người luôn biến đổi không ngừng. Hiện tại bạn đối với người khác khinh thường, thì cũng sẽ có người khinh thường bạn. Con người phải học được cách quán đổi vị trí để suy nghĩ, đối nhân xử thế cần có lễ độ. Giữa người với người chính là có mối quan hệ qua lại. Bạn trao cho người khác một cành hoa, trên tay sẽ lưu lại hương thơm. Bạn đối xử tốt với người khác, người khác mới có thể đối tốt với bạn. Bạn đối xử lễ phép với người khác, người khác mới có thể lễ phép với bạn. Có một câu chuyện thế này. Vào năm Trinh Quán thứ 7, Đường Thái Tông cho phép những tư tù được trở về thăm nhà, đợi năm sau trở lại nhà ngục chấp hành án tử hình. Nhưng qua một năm đã đến ngày ước định, chỉ có một tù nhân là không trở lại nhà ngục. Trong lúc mọi người đều tức giận oán trách, thì người tử tù nọ lê tấm thân đầy bệnh tật của mình tiến tới. Đường Thái Tông không trách cứ người tử tù này, ngược lại vẻ mặt ôn hòa mỉm cười gật đầu, đại xá cho tử tù. Vẻ mặt ôn hòa là sự tôn trọng đối với bằng hữu, vẻ mặt ôn hòa là một sự tôn trọng và thể hiện nhân cách của bản thân. Bằng hữu có rất nhiều loại, tâm đầu ý hợp, quen sơ sơ, bạn nhậu, bằng hữu chân chính sẽ cùng bạn chung mưa gió, khi bạn đi sai đường sẽ thẳng thắn chỉ ra, khi bằng hữu chỉ ra sai lầm của mình. Cần ôn hòa, khiêm tốn tiếp nhận, nên biết rằng không phải bằng hữu nào cũng có thể làm như vậy. Bạn chỉ cần biểu hiện khó coi một chút, sẽ đánh mất đi những người thầy đáng chân quý này. Chúng ta đều có những phút giây tâm tình không tốt, nhưng khi đó, đừng lấy bằng hữu xung quanh làm nơi chút giận. Vẻ mặt khó chịu sẽ khiến cho tình bạn chịu tổn thương rất lớn. Tri kỷ khó gặp, bằng hữu như một cái gương, đánh dở rồi thì không cách nào khôi phục được hình dáng như lúc trước. Đối đãi bằng hữu với vẻ mặt ôn hòa, học được cách loại bỏ những cảm xúc bất lương. Đối với những kiến nghị của bạn bè thì khiêm tốn tiếp nhận. Đường Thái Tông đối với những lời can gián thẳng thắn của thần tử đều luôn khiêm tốn tiếp thu. Một lần, Thái Tông có ý định đi dạo Lạc Dương, bèn hạ lệnh tu sửa cung điện Đông Đô. Trương Huyền Tố thấy vậy đã thẳng thắn can gián, nói rằng trong khi đất nước còn có trăm thứ cần tu bổ, thì việc đại tu cung điện này chính là đi theo con đường của Tùy Dạng Đế.
kết cục e rằng cũng không khác mấy so với vua Trụ, vua Kiệt mà thôi. Đường Thái Tông nghe xong, trong lòng nổi giận, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, ông đã ôn hòa mà nói với Trương Quyền Tố rằng mình đã không cân nhắc chu toàn, tiếp nhận lời can gián. Đường Thái Tông đối với lời phê bình mạo phạm của thần tử mà vẫn giữ được vẻ mặt ôn hòa. Chúng ta đối đãi với bằng hữu lẽ nào lại không thể giữ được thái độ ôn hòa như vậy? Vậy là, trong những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch này, đặc biệt là 3 ngày đại lộc, 26, 28 và 30 âm lịch, tuổi Tân Hợi sẽ mở ra một giai đoạn đầy hứa hẹn, nơi tài lộc, thành công và may mắn sẽ tìm đến. Đây là khoảng thời gian quý vị có thể thay đổi vận mệnh của mình, tạo nên một bước đột phá vững vàng trong sự nghiệp và tài chính. Những cơ hội để phát tài, phát lộc không chỉ đến từ những nỗ lực trong công việc, mà còn từ những quyết định đúng đắn, tinh thần lạc quan và sự tin tưởng vào vận mệnh của mình. Trong 3 ngày đặc biệt này, quý vị sẽ có cơ hội khẳng định vị thế, gia tăng tài sản và mở rộng những mối quan hệ hợp tác, từ đó đem lại sự ổn định tài chính cho gia đình. Đây là thời điểm lý tưởng để thực hiện các giao dịch lớn, đầu tư thông minh và củng cố những dự án dài hạn, nếu quý vị chuẩn bị chu đáo và nắm bắt những cơ hội này với tinh thần sẵn sàng, chắc chắn sẽ thu về những kết quả rực rỡ, xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Lòng tin vào vận mệnh, kết hợp với sự chuẩn bị kỹ càng, sẽ là chìa khóa giúp quý vị vượt qua mọi thử thách và tận dụng tối đa cơ hội. Những bước đi trong tháng 10 này sẽ giúp tuổi Tân Hợi đạt được sự thịnh vượng không chỉ trong tài chính, mà còn trong tình cảm và các mối quan hệ xã hội. Đây là lúc để quý vị thắp sáng con đường thành công, những bước đi đến một tương lai viên mãn, bình an và hạnh phúc. Quý vị thân mến, kính chúc quý anh chị tuổi Tân Hợi luôn an vui, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những dự đoán thú vị và hữu ích về tử vi, phong thủy và vận mệnh của các tuổi khác. Hãy luôn nhớ, may mắn đến từ sự chuẩn bị và niềm tin vững chắc vào chính mình. Xin chào và hẹn gặp lại!